Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube channel của Offsee Shop. Mọi người ơi, bình thường thì mọi người thường đi mua hàng Offsee đúng không? Cũng sẽ biết là shop Offsee thì sẽ thường nhập rất là nhiều món đồ. Và mỗi món đồ thì cũng sẽ là cố gắng nhập rất là nhiều size to nhỏ khác nhau. Và theo như mình quan sát thì mình thấy là các bạn đến Offsee Shop là hay mua những cái món đồ kiểu nhỏ xinh như này. Và hôm nay thì mình quyết tâm là sẽ làm một cái video đi shopping ở Offsee Shop và sẽ khai quật những cái món đồ mini size có bán ở Offsee nha. Và cũng không chần chờ gì nữa nhỉ, cùng bắt đầu video nhé. Annyeong. Các bạn biết thì dạo gần đây ý là mình sẽ có nổi lên một cái trend tô tượng đúng không? Và Offsee Shop thì cũng đã về rất là nhiều mẫu tượng này như là sau lưng mình đây. Và mỗi mẫu thì cũng có rất là nhiều size nhá. Đây ở trên cao nhất này là size to mà bự. Ở đây là sẽ các cái size nhỏ hơn ở tầm dưới này. Đó, và những cái size bé bé ở bên này. Và nhá, đây là cái size mà phải gọi là hot nhất ở bên mình bây giờ. Bởi vì nó là cái size bé mà rất là vừa xinh. Bên cạnh đó thì cũng có size, một số size bé xinh hơn nữa này. Tuy nhiên là những cái size bé này đã hết hàng rồi. Nên là mình quyết định sẽ lấy những cái size nhỏ nhỏ như thế này. Nó có rất là nhiều mẫu ở đây nhá. Để xem là mình sẽ chọn mẫu con lợn hồng này đi. À không, nó không màu hồng đâu mọi người ạ. Mình định tôn màu hồng luôn. Và trên này mình bây giờ chính là hai em dao lọc giấy của Offsee Shop. Và như bạn thấy ở đây nhá, đây là một em dao lọc giấy nhưng mà hình của con dao nhà bếp. Trời ơi, hình rất là độc lạ đúng không? Và đây là một em dao hình đám mây. Hai em này cực kỳ gọi là món đồ thông dụng ấy, để mọi người sử dụng để unboxing hàng online của mọi người này, hoặc là sử dụng trong công việc văn phòng, hoặc là sử dụng trong công việc học tập chẳng hạn. Thì hôm nay là mình sẽ lấy một trong hai em này đi. Kèm sẽ lấy em này. Em này thì ở nhà mình có một cái rồi. Ta-da! Và trên tay mình ở đây chính là các em cover binder của Offsee Shop. Và trên tay mình cũng rất là nhiều màu ấy, bạn thấy này. Màu hồng, màu tím, màu vàng, màu đỏ. Và các em mini size này thì thật sự rất là tiện nếu như mà các bạn có thể mang đi hoặc là dùng. Mà nó có nhìn cũng dễ thương nữa đúng không? Đó. Và ngoài ra thì Offsee Shop có bán kèm cả lõi của em này nữa nha. Và như thông lệ thì một đứa như mình sẽ hay chọn màu hồng. Cho nên là màu hồng sẽ về được của mình. Và trên tay mình đây là 4 mẫu và cũng như là 4 màu của size mini của em nốt giấy gấu này. Và người lớn thì thường không chọn đúng không? Mình sẽ lấy hết. Nhắc đến những cái món đồ nhỏ xinh thì không thể thiếu những em sticker nhỏ xinh rồi đúng không? Và hôm nay là mình sẽ bốc một số em sticker nhỏ xinh về nha. Lâu lắm rồi thì chúng mình cũng chưa lên những mẫu dấu đúng không? Và hiện tại thì mình đang đứng ở cái khu bán những con dấu Offsee Shop các bạn. Rất là nhiều mẫu và cũng không thể thiếu được là những bạn nào đang may làm sổ cũng rất là cần thiết đến cái này. Mình sẽ chọn một vài em nha. Ngoài những hình mẫu con dấu te ra thì bên Offsee Shop cũng có bán những cái mẫu dấu mà chủ đề phi hành gia vũ trụ nè. Và bây giờ mình sẽ bóc thử ra các bạn xem bên trong là nó sẽ như thế nào nhé. Mọi người ơi, hiện tại trên tay mình đây chính là hai em ví mà có thể được vừa tất cả số tiền mình đang có. Đùa một tí thôi nhưng mà thật sự là hai em này quá là nhỏ xinh và có hai màu. Theo mình thấy ở đây có hai màu thì các bạn có thể được vừa những cái món đồ nhỏ cá nhân như là son này, cặp tóc này, tiền này, hoặc là những cái món đồ nhỏ khác rất là dễ tìm mà không bị sót ở trong ba lô và hạn thế. Mình sẽ lấy em màu hồng nhá. Ừ, vẫn màu hồng đi. Và đương nhiên rồi nhá, để những món đồ mini thì không thể thiếu một em MacBook. Máy MacBook này là dạng gương cầm tay nha. Thì mình sẽ mở ra cho bạn xem.
bạn ơi, thì mùa hè đến rồi thì mình cũng không thể thiếu được những em quạt cầm tay đúng không? Thì ở Sư Shop ấy, ngoài có những em quạt như thế này. Đây, một size khá là phổ thông và cũng như là đẹp. Thì cũng có những em mini size như vậy nè. Và trên thời hiện tại đây là ba em quạt mini fan của Oxenshop và có rất là nhiều mẫu cũng như là nhiều màu. Và bên cạnh đó, cái này đặc biệt ở chỗ là còn có móc khóa này các bạn, có thể treo vào ba lô, cặp túi hoặc thậm chí là móc bên người luôn cũng được, rất là tiện. Và có quạt cầm tay rồi thì cũng không thể thiếu được cái máy phun sương để giữ ẩm da đúng không bạn? Và ở Oxenshop thì cũng sẽ có những lựa chọn mini size như thế này. Và mini size thì cũng có nhiều màu nữa nha. Đó. Và những em thế này thì bạn nào mà để trong cặp từ ba lô thì cũng rất là nhỏ gọn, tiện mang theo người nhá. Và mình thì vẫn màu hồng. Bạn nào giống mình là kiểu khi mà cầm điện thoại trên phim hay là mình chơi game mà bị rơi vào mặt không, hay là bị rơi xuống ấy, thì mình cầm bị trơn tay không chắc, thì những em pop socket này của Oxenshop sẽ là một gọi là cứu tinh cho cái vấn đề đấy. Và ở Oxenshop thì cũng có rất là nhiều mẫu này nhé, các bạn thấy có cả con Oxen nè. Đó, thì cái ngoài chức năng của cầm này có thể tì đỡ điện thoại nữa. Và em này thì giá cũng rất là rẻ thôi, mình sẽ mua một em mini size cho đúng với chủ đề hôm nay nhé. Mùa du lịch thì đến rồi các bạn ơi, và nếu mà bạn đi du lịch Mông thì phải cần bảo vệ cái vali và hành lý của mình. Thì những em móc khóa vali này đây chính là một trong những thứ mà mình nghĩ rất là cần thiết. Thì cái này nhé, ngoài chức năng là khóa cái vali mình lại, còn có thể là trang trí này, hoặc là để phân biệt cái vali của mình với vali của người khác tránh nhầm lẫn. Thì vẫn là mini size, mình sẽ lấy em màu hồng này nha. Mặc dù là bây giờ dịch thì cũng không là còn quá căng thẳng nữa, nhưng mà theo mình thì vẫn nên gọi là tự chuẩn bị cho mình một cái dụng cụ cá nhân để có thể vệ sinh này, mà nhìn nó cũng dễ thương như những em cốc cute như này. Đó, trên tay mình đây là những em cốc nước sinh mà chủ đề hoa lá cảnh của Oxen. Mình sẽ lấy một em này trong cái tấm này dễ thương, và em này cũng rất là nhỏ, cầm rất là đầm tay. Vậy là cuối cùng mình đã làm xong một cái video về shopping những đồ mini size rồi. Và nếu như các bạn thấy thích video này thì đừng quên cho mình ý kiến ở bên dưới phần comment nhé. Và nếu như mà các bạn có thêm một cái yêu cầu hay là một cái ý tưởng nào đấy, video chẳng hạn muốn chúng mình làm, đừng quên comment cho chúng mình nha. Và video đến đây thì đã hết rồi. Mình rất là vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé.